Tại hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ được thành phố Sông Công tổ chức mới đây, đã có 6 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện nghị định này. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ, cấp ủy chính quyền thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Các tiềm lực khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng, trong đó công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Toàn thành phố đã thành lập được 9 trên 9 chi bộ quân sự xã phường. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thường xuyên được quan tâm. Thành phố đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 440 đồng chí. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp. Toàn thành phố có 32 cơ sở dân quân tự vệ với gần 2.000 đồng chí. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ đạt kết quả quan trọng. Thành phố đã tổ chức thành công một cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố vào năm 2023, chỉ đạo 10 xã phường tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, an toàn tiết kiệm. Công tác bảo đảm xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ thường xuyên được quan tâm, các công trình đường giao thông, thao trường, bãi tập được đầu tư nâng cấp. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn cũng chỉ đạo tổ chức công tác hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Thời gian tới, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố tiếp tục chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của tỉnh trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc.